Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 3, làm tròn số và ước lượng kết quả. Làm tròn số thực có giống làm tròn số thập phân không? Giống không các bạn? Hiển nhiên là giống rồi, bởi vì số thập phân nó là số thực. Số thập phân nó là số thực, cho nên là làm tròn số thực hoàn toàn tương tự như là làm tròn số thập phân vậy. Một nhỏ làm tròn số. Hoạt động 1, hãy viết các số sau dưới dạng số thập phân rồi làm tròn theo yêu cầu. Câu A, làm tròn cái số này và cái số pi đến hàng phần 10. Hoạt động 1, câu A, chúng ta cần làm tròn 3,1415, mình làm tròn đến hàng phần 10. Hàng phần 10 là hàng đây. Hàng phần 10 này. Hàng phần trăm, hàng phần nghìn. Thì mình nhìn sang chữ số ngay bên phải, mình thấy là số 4. Số 4 nó nhỏ hơn 5, cho nên mình giữ nguyên chữ số hàng làm tròn. Như vậy thì làm tròn đến hàng phần 10 thì chúng ta được 3,1. Còn những số sau nằm ở phần thập phân nên chúng ta bỏ. Rồi, số tiếp theo là số pi. Pi là bằng 3,1415926 vân vân. Thì bây giờ mình cũng làm tròn đến hàng phần 10. Người ta bảo mình là viết dưới dạng số thập phân. Đó, mình viết số pi này dưới dạng số thập phân. Và bây giờ mình làm tròn. Mình thấy số này cũng giống như số này đúng không? Mình làm tròn đến hàng phần 10 tới đây thì chúng ta được là 3,1. Câu B. Câu B là làm tròn -10/3 đến hàng phần trăm. Làm tròn số -10/3. Thì thứ nhất là mình sẽ viết -10/3 dưới dạng số thập phân. 10 chia 3 chúng ta được 3, còn dư 1 hạ không xuống phải cái là 10 chia 3 chúng ta được 3. Đó, mình cứ được 3, mình chia hoài mãi. Bây giờ mình làm tròn này. Hàng trăm, hàng chục đến hàng phần trăm, lỗi các bạn, hàng phần trăm chứ không phải là hàng trăm, đến hàng phần trăm, hàng phần chục, hàng phần trăm đây. Mình nhìn sang chữ số bên phải, mình thấy là số bên phải này nó nhỏ hơn 5, nên chúng ta giữ nguyên chữ số hàng làm tròn. Như vậy chúng ta được trừ 3,33. Còn số này mình có thể bỏ đi, bởi vì nó nằm ở phần thập phân. Rồi câu C. Căn 2 thì mình bấm máy tính để mình đổi số căn 2 ra số thập phân. Căn 2 thì chúng ta được là 1,41421. Rồi, vân vân. Bây giờ mình làm tròn. Làm tròn đến hàng phần nghìn, hàng phần chục, hàng phần trăm, hàng phần nghìn. Làm tròn đến chữ số này. Mình nhìn sang bên phải mình thấy chữ số này, chữ số ngay bên phải bé hơn 5, nên chúng ta giữ nguyên chữ số ở hàng làm tròn. Mình được 1,414. Rồi, chúng ta xong hoạt động 1. Ta đã biết cách làm tròn số thập phân hữu hạn. Cách làm tròn số thập phân vô hạn cũng tương tự như vậy. Rồi, tương tự như vậy là tương tự như thế nào? Người ta nhắc lại cái quy trình làm tròn. Khi làm tròn một số thập phân đến hàng nào thì hàng đó gọi là hàng quy tròn. Muốn làm tròn số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau. Bước thứ nhất là gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn. Bước thứ hai, nhìn sang chữ số ngay bên phải. Nếu chữ số đó là chữ số ngay bên phải lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả chữ số bên phải
bằng số 0 hoặc là mình bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân. Nếu mà chữ số ngay bên phải đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân. Hoàn toàn tương tự như vậy đúng không? Ví dụ 1. Ví dụ bây giờ chúng ta làm tròn số 45,123. Ví dụ 1 câu A. Chúng ta cần làm tròn số 45,123. Làm tròn đến hàng gì các bạn? Hàng phần trăm. Nè, hàng phần trăm. Làm tròn hàng phần trăm. Mà làm tròn như sau. Hàng phần chục, hàng phần trăm đây. Gạch dưới chữ số mà chúng ta cần làm tròn. Nhìn sang chữ số ngay bên phải, mình thấy nó nhỏ hơn 5 thì chúng ta giữ nguyên chữ số ở hàng làm tròn. Chúng ta được là 45,12. Còn từ chữ số ngay bên phải trở đi, nếu mà chúng ở phần thập phân thì chúng ta có thể bỏ đi. Có nghĩa là chúng ta không cần viết số 3 này nữa. Rồi, cho nên là số này mà được làm tròn đến hàng phần trăm sẽ là 45,12. Đây, 45,12. Tiếp theo, số 0,6. B. 6,6. 6,6. 6,6 chính là 6,666. Mình làm tròn như sau. Chúng ta cần làm tròn đến hàng phần trăm. Hàng phần trăm. Hàng phần chục, hàng phần trăm đây. Nhìn ngay chữ số bên phải, thấy nó lớn hơn 5, cho nên chúng ta tăng chữ số gạch chân lên một đơn vị. Chúng ta được 6,67. Rồi chữ số bên phải trở đi, nó nằm ở phần thập phân nên chúng ta bỏ đi. Đó, chúng ta được 6,67. Đây, 6,67. Tiếp theo, -1,4142. -1,4142. Chúng ta cũng làm tròn đến hàng phần trăm. Hàng phần trăm là bảng này. Hàng phần chục, hàng phần trăm. Nhìn sang bên phải, thấy chữ số này nhỏ hơn 5, cho nên chúng ta giữ nguyên chữ số ở hàng quy trọng. Chúng ta được -1,41. Còn các chữ số ngay bên phải hàng quy tròn, nó nằm ở phần thập phân, cho nên chúng ta có thể bỏ đi. Rồi chúng ta làm tròn bảng này đến hàng phần trăm, chúng ta được -1,41. -1,41. Ok. Tương tự như vậy, các số này mình sẽ lần lượt làm tròn đến hàng chục. Nè, mình sẽ lần lượt làm tròn các số này đến hàng chục. Mình mới câu A thôi các bạn. Bây giờ mình qua câu B nè. 99,99,499. Bây giờ mình làm tròn đến hàng chục. Đây là hàng đơn vị, hàng chục đây. Mình gạch ngay chữ số mà mình cần làm tròn. Nhìn sang chữ số bên phải, mình thấy là lớn hơn 5, cho nên chúng ta làm tròn lên chữ số lần trước một đơn vị. 9 mà làm tròn lên, tăng lên một đơn vị là 10. Rồi sau đó, cái chữ bên phải nó sẽ biến thành số 0. Số 9 này biến thành số 0. Còn những bạn bên phải nữa mà nằm ở phần thập phân thì chúng ta có thể bỏ đi. Đó. Cho nên bạn này mà làm tròn đến hàng chục thì chúng ta được 100. Đây các bạn, 100. Số tiếp theo, -2,3,5,12. Bây giờ bạn này mình cũng làm tròn đến hàng chục. Hàng chục là bạn này. Thứ nhất, mình gạch chân chữ số ở hàng quy tròn. Sau đó mình nhìn sang bên phải, mình thấy chữ số ngay bên phải lớn hơn hoặc bằng 5, thì mình tăng chữ số ở hàng quy tròn lên một đơn vị. Bạn này 5 này, thì mình tăng lên bạn này một đơn vị, thì mình được 24 trừ 24. Bạn này sẽ biến thành
số 0. Còn những chữ số mà bên phải mà nằm ở phần thập phân thì bỏ đi. Rồi chúng ta được âm 240. Đây, âm 240. Rồi cuối cùng là 6751,22 chu kỳ 5. 6751,22 chu kỳ 5. Bây giờ mình cũng làm tròn đến hàng chục, hàng đơn vị, hàng chục. Chúng ta làm tròn đến hàng này. Nhìn ngay chữ số bên phải mình thấy nhỏ hơn 5, nên chúng ta giữ nguyên chữ số ở hàng quy tròn. Chúng ta được 6, 7, 5. Rồi chữ số bên phải biến thành số 0. Số 1 này biến thành số 0. Rồi những chữ số bên phải này nữa thì nằm ở phần tập phân nên bỏ đi. Đó, chúng ta được 6, 7, 5, 0. 6, 7, 5, 0. Ok chưa? Các bạn nắm được cái cách làm tròn chưa? Do mọi số thực đều có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn, nên để dễ nhớ, dễ ước lượng, dễ tính toán, với các số thực có nhiều chữ số, người ta thường làm tròn số. Hiển nhiên rồi, bởi vì có những số mà mình viết hoài không hết mà, chắc chắn mình phải làm tròn thôi, đúng không? Chú ý, ta phải viết một số dưới dạng thập phân trước khi làm tròn. Và có nghĩa là muốn làm tròn nó thì mình phải viết nó dưới dạng số thập phân ra. Khi làm tròn số thập phân, ta không quan tâm đến dấu của nó. Thì nó là dấu trừ, thì mình để mình làm tròn xong rồi mình thêm dấu trừ. Vậy thôi nha. Dấu trừ thì mình làm tròn xong rồi mình thêm dấu trừ vô. Cho nên mình cũng chẳng cần quan tâm. Ví dụ 2, câu A, số 250/3 được làm tròn đến hàng đơn vị là 83, làm tròn đến hàng đơn vị. Thì cái cách làm tròn này, việc đầu tiên là mình sẽ viết cái bảng này dưới dạng số thập phân. Đây, mình lấy máy tính mình bấm nó ra số thập phân. Mình cần làm tròn đến hàng đơn vị đây, mình gạch chân nó. Nhìn ngay chữ số bên phải, mình thấy chữ số bên phải nhỏ hơn 5, nên chúng ta giữ nguyên chữ số ở hàng làm tròn, đó là số 83. 83. Còn những chữ số bên phải nó nằm ở phần thập phân nên chúng ta bỏ đi. Được không? Rồi tiếp theo, cái số âm căn bậc 2 số học của 999 thì mình muốn làm tròn nó, việc đầu tiên mình phải lấy máy tính mình bấm nó ra số thập phân cái đã. Đó, nó ra số thập phân. Rồi sau đó làm tròn đến hàng chục. Mình làm tròn như sau, mình gạch chân chữ số ở hàng chục. Sau đó mình nhìn ngay chữ số bên phải, nhìn sang chữ số bên phải mình thấy nó nhỏ hơn 5, nên chúng ta giữ nguyên chữ số ở hàng làm tròn, có nghĩa là 23. Đây, 23. Rồi chữ số bên phải sẽ biến thành chữ số 0. Số 1 này biến thành số 0. Rồi các chữ số bên phải mở phần thập phân thì chúng ta bỏ đi. Và cuối cùng bây giờ mình cần làm tròn chữ số pi này đến hàng phần nghìn. Mình làm như sau. Thì chỉ cho các bạn cách bấm ra chữ số pi nha. Chữ số pi này các bạn bấm như sau. Đây, chữ pi này các bạn thấy không? Chữ pi này. Đó. Các bạn bấm cho thầy nút shift màu vàng này. Thì mở máy tính lên nè. Nút shift. Rồi sau đó các bạn bấm cái nút này. Nè, chữ pi này, bấm nút này. Đó, nó hiện chữ pi. Rồi mình bấm dấu bằng. Bấm dấu bằng. Đó, nó vẫn chưa xuất hiện đúng không? Bấm nút SD này nữa. Nè, SD. Đó. Nó ra được chữ số pi 3.14159.2654. À. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ số pi này dưới dạng số thập phân. Sau đó mình gạch chân chữ số ở hàng làm tròn. Bây giờ chúng ta cần làm tròn đến hàng phần nghìn. Đây là hàng phần chục, hàng phần trăm, hàng phần nghìn. Mình gạch chân nó. Sau đó mình nhìn sang chữ số bên phải, mình thấy lớn hơn hoặc bằng 5, cho nên là mình tăng chữ số ở hàng làm tròn lên một đơn vị. Như vậy thì chúng ta được 3.142. 3.142. Còn các chữ số bên phải ở hàng làm tròn nó nằm ở phần thập phân nên mình bỏ đi, mình không còn viết nữa. Được chưa? Đó là cái cách khi mà chúng ta làm tròn. Rồi, tới phiên chúng ta các bạn. Hãy viết các số sau dưới dạng số thập phân nếu cần, rồi làm tròn theo yêu cầu.
Câu A làm tròn đến hàng trăm, hai bạn này. Câu B làm tròn đến hàng phần nghìn, hai bạn này. Rồi, thực hành 1. Việc đầu tiên mình sẽ viết dưới dạng số thập phân nha. Viết dưới dạng số thập phân. Câu A nè. 1000 pi thì sẽ bằng 1000 pi, có nghĩa là 1000 nhân cho pi nha, là bằng 1000 nhân cho pi. Pi là bằng 3,14159 đúng không? 14159 đó, vân vân. Bằng bây giờ mình nhân vào nè. 1 2 3 số 0 thì mình dời dấu phải đi, 1 2 3, được chưa? Dời dấu phải nè, 1 2 3, chúng ta được 3,14159, 3,14159 đó. Mình dời đi 3 chỉ số thập phân. Rồi bây giờ mình làm tròn. Đề bảo là làm tròn đến hàng trăm. Hàng trăm. Đây là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Đó, mình gạch chân từ số cần làm tròn. Rồi tiếp theo nhìn chữ số bên phải, mình thấy là nhỏ hơn 5, nên chúng ta giữ nguyên chữ số ở hàng làm tròn. Chúng ta được 31. Còn các chữ số bên phải hàng làm tròn, chúng ta biến thành chữ số 0, 0, 0. Còn các chữ bên phải mà ở phần thập phân mình bỏ đi, hai chữ số mình bỏ đi. Đó, chúng ta đã làm tròn đến hàng trăm chữ số này. Rồi tiếp theo, -100 căn 2. -100 căn 2 bằng -100 căn 2. Căn 2 bằng ông rút này nữa. Ông rút SD. Chúng ta được 1,4142. 1,4142 vân vân. Rồi bây giờ mình nhân cho 100 hai chữ số 0 thì mình dịch sang hai chữ số là được 141,42, -141,42 vân vân. Đề bảo chúng ta là làm tròn đến hàng trăm, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, làm tròn đến chữ số này. Mình nhìn ngay chữ số bên phải, mình thấy là nhỏ hơn 5, nên chúng ta giữ nguyên chữ số hàng làm tròn. Chúng ta được -1. Hai chữ số bên phải này biến thành chữ số 0, 0, 0. Còn các chữ số bên phải này ở phần thập phân nên bỏ đi. Rồi, chúng ta đã làm tròn đến hàng trăm. Mình qua câu B. Làm tròn đến hàng phần nghìn. Hàng phần nghìn. Số thứ nhất là -căn 5. -căn 5 bằng trừ, mình bấm máy tính, căn 5 bằng, bấm nút SD này, chúng ta được 2,236. 2,23606 vân vân. Bây giờ mình làm tròn này, chúng ta cần làm tròn đến hàng phần nghìn. Hàng phần nghìn, hàng phần chục, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, gạch chân liền. Nhìn sang chỉ số bên phải thấy nhỏ hơn 5, nên chúng ta giữ nguyên chữ số hàng làm tròn. Chúng ta được -2,236. Còn các chữ số bên phải hàng làm tròn nó nằm ở phần thập phân nên mình bỏ đi. Rồi tiếp theo, 6,234. 6, đây là chu kỳ 234. 6, chu kỳ 234. Có nghĩa là 6,234,234 vân vân. Bây giờ mình làm tròn nè. Chúng ta làm tròn đến hàng phần nghìn, hàng phần chục, hàng phần trăm, hàng phần nghìn. Nhìn ngay chữ số bên phải thấy nhỏ hơn 5, nên chúng ta giữ nguyên chữ số hàng làm tròn. Chúng ta được 6,234. Còn các chữ số bên phải này, chữ số bên phải ở chữ số gạch chân ấy, nằm ở phần thập phân nên mình bỏ đi. Chúng ta xong thực hành 1. Vận dụng 1.
Tính chu vi một cái bánh xe có bán kính 65 cm và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Đây là vận dụng 1. Mình nói là chu vi của bánh xe là, thì mình có công thức tính chu vi là pi nhân d nha. Công thức tính chu vi là pi nhân d, pi nhân cho d, d là đường kính, d là đường kính nha các bạn. Còn đây là đường người ta cho là bán kính đó, pi nhân d, d là đường kính, còn đây người ta cho bán kính. Thì mình có một công thức nữa, công thức tính chu vi là pi này nhân cho d này, hoặc là 2 pi r, r là bán kính đó. Thì lúc này là 2 r chính là d đó các bạn đó, 2 lần bán kính chính là d. Như vậy thì trường hợp này chúng ta dùng công thức này 2 pi r, bởi vì đề cho mình bán kính 2 pi r, r là bán kính là 65 đó. Thì bây giờ mình bấm máy tính cái này, 65 này nhân cho 2 này nhân cho pi này. Đây chúng ta bấm như sau các bạn, 65 nhân 2 nhân cho pi, là mình bấm nút shift rồi mình bấm nút này, nút này đó, 65 nhân 2 nhân pi đó nhớ bằng, rồi các bạn bấm nút SD này nữa, SD này đó, chúng ta được là 408,407045. Còn nữa nha các bạn, còn nữa đó. Bây giờ mình làm tròn. Đề bảo chúng ta là làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Hàng đơn vị là hàng này. Thì mình nhìn chữ số bên phải mình thấy nhỏ hơn 5, cho nên giữ nguyên chữ số ở hàng đơn vị, giữ nguyên là chúng ta được 408. Còn các bạn mà sâu chữ số ở hàng làm tròn nằm ở phần tập văn nên chúng ta bỏ đi. Đơn vị cm. Ok, chúng ta có được chu vi của bánh xe là 408 cm. Rồi chúng ta đã vừa ôn lại cái cách để mà làm tròn, thì hoàn toàn tương tự làm tròn số thực, hoàn toàn tương tự như là làm tròn số thực phân mà mình đã học ở lớp 6. Bây giờ chỉ ôn lại thôi. Chúng ta học thêm một cái cách làm tròn nữa. Thay vì làm tròn đến hàng đơn vị hoặc là hàng chục, hàng trăm hay là hàng phần chục, phần trăm, thì bây giờ mình còn một cách để mà làm tròn nữa, gọi là làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước. Mình làm tròn cái số căn cứ vào cái độ chính xác cho trước, có nghĩa là người ta sẽ cho trước cái độ chính xác rồi sau đó mình sẽ làm tròn. Hoạt động 2, câu A, gọi x là số làm tròn đến hàng chục của số A là bằng 3128. Hãy chứng tỏ giá trị tuyệt đối của A trừ x thì bé hơn hoặc bằng 5, và x trừ 5 bé hơn hoặc bằng A, bé hơn hoặc bằng x cộng 5. Hoạt động 2, câu A, x là số làm tròn đến hàng chục của số này. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết x sẽ bằng cái gì? Làm tròn đến hàng chục đây, hàng chục này, hàng đơn vị hàng chục đây. Như vậy thì mình nhìn sang bên phải mình thấy lớn hơn hơn 5, cho nên mình làm tròn, mình tăng cái bạn này lên một đơn vị đúng không? Chúng ta được 3 1 3, bạn này biến thành số 0 0, 3 1 3 0. Như vậy thì x của chúng ta là 3 1 3 0. Ok, còn A là bằng 3 1 2 8 3 1 2 8. À, bây giờ tôi bảo mình chứng tỏ cái điều này, ta có trị tuyệt đối của A trừ cho x thì bé hơn hoặc bằng 5. Như vậy thì bây giờ mình chỉ ra cho người ta thấy
là trừ tuyệt đối của a trừ x thì bằng cái gì? Trừ tuyệt đối của a trừ cho x bằng a đây, trừ tuyệt đối là a đây, a là 3128 trừ cho x, x đây 3130 bằng cái gì các bạn? 3128 trừ cho 3130 thì bằng bằng trừ 2 đúng không các bạn? Trừ 2. Các bạn chú ý còn tuyệt đối nữa này. Đó. Tuyệt đối của trừ 2 thì bằng bằng 2. Đúng không? 2 thì rõ ràng là bé hơn hơn 5. Đó, mình thấy không? Tuyệt đối của a trừ x bằng cái này, bằng cái này, bằng 2, bé hơn 5. Có nghĩa là vậy tuyệt đối của a trừ x thì bé hơn hơn hoặc bằng 5. Cụ thể là bé hơn 5. Đây, mình vừa chỉ ra cho người ta thấy rằng tuyệt đối của a trừ x thì bé hơn hoặc bằng 5. Đây, đề bảo mình chứng tỏ điều này. Mình đã chứng tỏ xong ha. Mình đã chứng tỏ xong. Rồi tiếp tục, chúng ta cần chứng tỏ điều này nữa. Chúng ta cần chứng tỏ điều này. Thì mình sẽ tính x trừ 5 bằng bao nhiêu, x cộng 5 bằng bao nhiêu. Tiếp tục, ta có x trừ 5 bằng x là 3130 trừ 5, 3130 trừ 5 thì chúng ta được là 3125. Còn x cộng 5 thì bằng 3130 cộng 5 thì bằng 3135. Rồi tiếp theo, mình cần chỉ ra cho người ta thấy a nó lớn hơn số này nhưng mà bé hơn số này. Đó. A của chúng ta là 3128 thì rõ ràng là 3128, 3128 thì bé hơn 3135 và lớn hơn 3125. Đồng ý chưa? Từ đó mình suy ra được 3128, 3128, đây 3128 chính là a, bé hơn 3135, 3135 chính là x cộng 5. Còn 3125, 3125 chính là x trừ 5, bé hơn. Đó, được chưa? Thì đề bảo là chứng tỏ nó lớn hơn hoặc bằng. Thì chỗ này nó lớn hơn thì cũng có nghĩa là nó lớn hơn hoặc bằng. Đó, mình vừa chỉ ra cho người ta thấy rằng là x trừ 5 bé hơn hoặc bằng a, bé hơn hoặc bằng x cộng 5. Ok, chúng ta xong câu A. Câu B, gọi Y là số làm tròn đến hàng phần trăm của 1 phần 3. Chứng tỏ trừ tuyệt đối của 1 phần 3 trừ Y thì bé hơn 0,005. Ta có 1 phần 3 thì bằng 1 chia 3 được 0, 10 chia 3 được 3, chúng ta được 3, 3, 3, 3, vân vân. Ha. Từ đó mình suy ra Y của chúng ta. Y là số làm tròn đến hàng phần trăm, hàng phần chục, hàng phần trăm. Vậy Y là 0,33. Đồng ý chưa? Y là bằng 0,33. Rồi bây giờ mình chứng tỏ là 1 phần 3 trừ cho Y trừ tuyệt đối bé hơn số này. Mình chứng tỏ cho người ta thấy, có nghĩa là mình chỉ ra cho người ta thấy rằng cái điều này đúng. Ha. Tiếp tục, ta có 1 phần 3 trừ Y. 1 phần 3 trừ cho Y mà trừ tuyệt đối sẽ bằng 1 phần 3 là bằng 0,3333 vân vân. Trừ cho Y, Y là bằng 0,33 đúng không? Y là bằng 0,33 trừ tuyệt đối thì bằng gì các bạn? 0,3333 mà trừ cho 0,33 thì chúng ta được 0,3 trừ 3 là bằng 0 này, 3 trừ 3 là 0 này, 0, 0 này, 3, 3 này, 3, 3, vân vân đúng không? Tuyệt đối của bạn này, tuyệt đối của bạn này thì cũng chính là bằng 0,003, 3,
Đó, thì rõ ràng số này nó bé hơn 0,005 đúng không? Hoặc là bé hơn hoặc bằng 0,005. Số này rõ ràng bé hơn hoặc bằng 0,005. Đó. Số này bé hơn số này. Mà số này chính là bạn này đúng không? Từ đó mình suy ra được là 1 phần 3 trừ cho y trừ tuyệt đối bé hơn hoặc bằng 0,005. Vì bạn này bé hơn bạn này, mà bạn này chính là bạn này, cho nên bạn này cũng bé hơn bạn này. Đó. Chúng ta đã chỉ ra cho người ta thấy rằng là 1 phần 3 trừ y tuyệt đối bé hơn hoặc bằng 0,005. Đây. Mình xong hoạt động B. Này, định nghĩa này các bạn. Cho số thực B, nếu khi làm tròn số A, ta thu được số x thỏa mãn A trừ x mà bé hơn hoặc bằng D, thì ta nói x là số làm tròn của số A với độ chính xác D. Các bạn nắm được không? Cho số thực D, nếu khi làm tròn số A, ta thu được số x thỏa mãn A trừ x bé hơn hoặc bằng D, thì ta nói x là số làm tròn của số A với độ chính xác D. Như vậy thì căn cứ vào đây thì mình sẽ có là 1 phần 3 trừ y mà bé hơn hoặc bằng 0,005. Có nghĩa là gì các bạn? Đây này, x là số làm tròn của số A với độ chính xác D. X là số làm tròn của số A với độ chính xác D. Như vậy thì đây y là số làm tròn của số 1 phần 3 với độ chính xác 0,005. Đó, được chưa? Y là số làm tròn của số 1 phần 3 với độ chính xác 0,005. Đó, thì dựa theo định nghĩa thì đọc được các bạn đó. Tiếp tục, mình vừa đây thì mình thấy là x là số làm tròn của số A với độ chính xác là 5. Được chưa? X là số làm tròn của số A với độ chính xác là 5. Bởi vì định nghĩa là người ta nói là nếu mình có cái điều này thì mình nói là x là số làm tròn của số A với độ chính xác là D. Nè, x là số làm tròn của số A với độ chính xác D. Đó, các bạn nắm được chưa? Và các bạn chú ý nè, nếu độ chính xác D là số chục thì ta thường làm tròn A đến hàng trăm. Nếu độ chính xác D là số phần nghìn thì ta làm tròn A đến hàng phần trăm. Đó, đây là D là số phần nghìn thì mình làm tròn đến hàng phần trăm. Còn D là số chục thì ta làm tròn A đến hàng trăm. Có nghĩa là mình làm tròn đến cái hàng mà nó đứng trước cái hàng của số D nha, đứng trước. Có nghĩa là D là số chục thì mình làm tròn đến hàng trăm, trăm là đứng trước chục đúng không các bạn? Này, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 3, 7, 9, 6. Đơn vị chục trăm này, chục đây, thì trăm, trăm đây, đứng trước một hàng đúng không? Phần nghìn, đây là phần chục, phần trăm, phần nghìn đây. Phần nghìn, D là số đến phần nghìn, thì ta làm tròn đến hàng phần trăm, thì mình làm tròn hàng phần trăm đây. Đó, các bạn thấy đứng trước đúng không? Phần trăm thì đứng trước phần nghìn. Còn hàng trăm thì đứng trước hàng chục. Hàng trăm đứng trước hàng chục. Hàng phần trăm thì đứng trước hàng phần nghìn. Đó, dựa vào đây, mình thấy nè. Đây là số gì các bạn? Là số phần nghìn. Đúng không? Đây là số phần nghìn. Thì mình làm tròn đến hàng phần trăm. Đó, đúng chưa? Còn đây là số gì các bạn? Đây là số đơn vị. Đúng không? Đây là số đơn vị. Thì ta làm tròn đến hàng chục. Đó. Cái hoạt động này nó cho mình thấy điều đó. Đây, để hiểu rõ hơn về cái cách làm tròn, chúng ta tìm hiểu cái ví dụ 3. Số này, hãy làm tròn cái số này với độ chính xác là 0,006. Đó. Thì người ta làm như sau, người ta trình bày cho mình thấy nha. Chứ còn bình thường mình chỉ cần ghi ra thôi các bạn. Do độ chính xác đến hàng phần nghìn, đây
phần chục, phần trăm, phần nghìn đó, do độ chính xác đến hàng phần nghìn. Cho nên mình sẽ làm tròn đến cái hàng trước đó, đúng không? Mình sẽ làm tròn đến hàng trước đó, hàng trước đó là hàng phần trăm đó, nên ta làm tròn số này đến hàng phần trăm và mình có kết quả là hàng phần chục, hàng phần trăm đây đó. Mình làm tròn đến hàng phần trăm thì mình được là âm 4,35, đúng không? Do số này số 5 mình tăng lên số trước một đơn vị là chúng ta được âm 4,35. Đây các bạn, âm 4,35. Ok chưa? Rồi tiếp theo, làm tròn cái số này với độ chính xác D bằng 500. Nè, người ta làm này, do độ chính xác đến hàng trăm, này đơn vị chục trăm, độ chính xác đến hàng trăm, nên mình sẽ làm tròn cái số này đến cái hàng mà trước hàng trăm, hàng trước hàng trăm đó là hàng nghìn, được chưa? Làm tròn đến hàng nghìn nè, đơn vị chục trăm nghìn, à mình làm tròn đến hàng này đó, thì mình thấy đây là số bên phải lớn hơn hoặc bằng 5, nên chúng ta tăng số hàng làm tròn lên một đơn vị, chúng ta được 1,2,7,3,6,0,0,0, đúng không? Này 1,2,7,3,6,0,0,0, được chưa? Đó, và cuối cùng câu C. Câu C là đơn vị, ai xin lỗi các bạn, phần chục, phần trăm, phần nghìn, phần chục nghìn, đúng không? Phần chục nghìn. Cho nên mình nói là do độ chính xác đến hàng phần chục nghìn, cho nên ta làm tròn số này đến hàng phần nghìn. Làm tròn số này đến hàng phần nghìn. Số này chính là 1,4142, đúng không? Mình làm tròn đến hàng phần nghìn, hàng phần chục, hàng phần trăm, hàng phần nghìn đó. Làm tròn đến hàng phần nghìn thì chúng ta được là 1,414. Ok, 1,414 đó. Các bạn nắm được cái cách làm tròn chưa? Rồi bây giờ tới phiên chúng ta nha. Tới phiên chúng ta các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau làm thực hành 2. Thực hành 2. Câu A. Hãy làm tròn cái số này với độ chính xác là D bằng 0,005. Thì mình cũng làm tương tự như vậy các bạn. Mình cũng làm tương tự như là ví dụ 3 vậy. Nè, đây là hàng phần chục, hàng phần trăm, hàng phần nghìn. Đó. Thì mình nói là do độ chính xác đến hàng phần nghìn, đúng không? Do độ chính xác đến hàng phần nghìn. Đó. Nên ta làm tròn số căn 3 đến hàng, hàng trước đó là hàng nào các bạn? Nên ta làm tròn số căn 3. Số căn 3 thì bằng 1,73205. 1,73205 đến hàng, hàng trước đó. Trước đó. Đây, hàng phần chục, hàng phần trăm, hàng phần nghìn. Hàng phần nghìn. Nên chúng ta làm tròn số này đến hàng, hàng phần trăm. Nè, hàng phần trăm. Ta được. Đây, hàng phần trăm, hàng phần chục, hàng phần trăm đây. Đó. Mình nhìn sang bên phải mình thấy là nhỏ hơn 5, cho nên chúng ta giữ nguyên chữ số hàng làm tròn. Chúng ta được 1,33. Còn các chữ số bên phải hàng làm tròn nó nằm ở phần thập phân, cho nên chúng ta có thể bỏ đi. Ok chưa? Đó. Rồi, mình xong câu A. Câu B. Hãy làm tròn số này với độ chính xác D bằng 70. 70 là hàng đơn vị, hàng chục, đúng không? Thì mình nói là gì các bạn? Do độ chính xác đến hàng chục. Do độ chính xác đến hàng chục, nên ta
làm tròn số này trừ 6 3 4 7 5 5 đến hàng, độ chính xác đến hàng chục thì mình làm tròn đến cái hàng trước hàng chục, đó là hàng trăm. Được chưa? Làm tròn đến hàng trăm và có kết quả là, hoặc là ta được số, hoặc là và có kết quả là mình làm tròn đến hàng trăm. Hàng trăm đây tương vị chục trăm đó, thì mình nhìn chữ số bên phải mình thấy là lớn hơn hoặc bằng 5, cho nên mình tăng bạn này lên một đơn vị, chúng ta được là 6 3 4 8. Còn các chữ số bên phải hàng làm tròn biến thành số 0. Còn nếu nó phần tập phân thì bỏ đi. Rồi, chúng ta xong thực hành 2 đúng không? Các bạn nắm được cái cách làm tròn không? Phần này hơi khó đó các bạn. Hơi khó đó. Cho nên thầy đi rất là chậm. Rồi, mình qua vận dụng 2. Dân số quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2021 là 635.988 người. Theo cái trang web này, hãy làm tròn số này với độ chính xác D bằng 50. Đó. Thì mình làm sao các bạn? Mình làm sao? Mình nói là số này làm tròn với độ chính xác này là vận dụng 2. Số 635988 làm tròn với độ chính xác D bằng 50, với độ chính xác D bằng 50 ta được kết quả là D bằng 50 là độ chính xác đến hàng hàng phần chục đúng không các bạn? Đơn vị chục, độ chính xác đến hàng chục. Cho nên chúng ta sẽ làm tròn bạn này đến hàng hàng trăm. Đó. Do độ chính xác đến hàng chục, cho nên chúng ta làm tròn đến hàng trăm. Và chúng ta được lại 635. Thì mình nhìn sang chữ số bên phải mình thấy là lớn hơn 5, cho nên chúng ta tăng bạn này lên một đơn vị. Thì chính tăng một đơn vị chúng ta được 10. 10 có nghĩa là 6360 đúng không? 6360. 6360. Hai chữ số ngay bên phải làm tròn biến thành chữ số 0, hai chữ số 0. Đó. Được chưa? Chúng ta xong ví dụ 2. Vận dụng 3. Một chiếc tivi có đường chéo dài 32 inch. Hãy tính độ dài đường chéo của tivi này theo đơn vị là cm với độ chính xác D bằng 0,05. Cho biết 1 inch bằng 2,54 cm. Như vậy thì việc đầu tiên mình phải đổi bạn này sang đơn vị là cm cái đàn. Nha. Thì lời giải mình ghi làm sao các bạn? Mình ghi là độ dài đường chéo của chiếc tivi. Vận dụng 3. Độ dài đường chéo của chiếc tivi là, này, tivi này dài 32 inch, mà 1 inch là 2,54. Như vậy thì muốn tính tivi này dài bao nhiêu theo đơn vị là cm, chúng ta lấy 32 nhân cho 2,54. 32 nhân cho 2,54, được chưa? Thì mình sẽ có được độ dài của chiếc tivi
theo đơn vị là cm. Rồi thầy bấm máy tính. 32 nhân cho 2,54. Chúng ta được là 81,28. Được chưa? 81,28. Bây giờ mình làm tròn. Đề bảo là với độ chính xác là D bằng 0,05. Thì đây là hàng phần chục, hàng phần trăm. Đó, mình nói là do độ chính xác đến hàng phần trăm nên ta làm tròn đến hàng phần chục, hàng phần chục hàng này. Được chưa? Do độ chính xác đến hàng phần trăm nên ta làm tròn bạn này đến hàng phần chục. Đó, thì ta được là 81,3 đúng không các bạn? Vì bạn này là lớn hơn 5 cho nên chúng ta tăng bạn này lên một đơn vị là 3, 81,3. Còn số này, số ngay bên phải hàng làm tròn nằm ở phần tập văn nên mình bỏ đơn vị là cm. Ok chưa? Các bạn nắm được không? Cũng dễ hiểu thôi đúng không? Mình cứ làm tròn đến hàng đứng trước cái hàng mà chúng ta cần làm tròn một đơn vị. Cho ở hàng phần trăm thì mình làm tròn ở hàng phần chục, đứng trước một hàng. Rồi, chúng ta vừa tìm hiểu làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước. Chúng ta qua ba nhỏ, ước lượng các phép tính. Thì cái ước lượng này mình có thể là phát hiện nhanh những sai sót ha. Ví dụ như mình đi chợ hoặc là đi siêu thị, mình mua nhiều món hàng thì khi người ta tính tiền, mặc dù mình không có tính nhưng mà mình có thể phát hiện được là người ta tính đúng hay sai nhờ các cái ước lượng này. Ta có thể áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả các phép tính, nhờ đó có thể dễ dàng phát hiện ra những đáp số không hợp lý, đặc biệt là những sai sót do bấm nhầm nút khi sử dụng máy tính cầm tay. Ví dụ 4, để ước lượng kết quả của phép nhân này, ta làm như sau. Làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất của mỗi thừa số. Có nghĩa là số này thì mình làm tròn đến 7.000, còn số này chúng ta làm tròn đến 600. Được không? Làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất. Đến chữ số ở hàng cao nhất. Hàng cao nhất. Này, hàng đơn vị chục trăm nghìn, đó, đây là hàng cao nhất. Đơn vị chục trăm, đây là hàng cao nhất. Đó, vì đầu tiên là chúng ta làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất của mỗi thừa số. Sau đó chúng ta nhân các số đã được làm tròn. Đây, số làm tròn này, nhân lại. Được chưa? Ta thấy tích phải tìm sẽ sắp xỉ bằng 4.200.000. Đó. Còn nếu mà mình tính đúng thì nó sẽ ra là 4.238.764. Còn mình ước lượng thì 4.200.000. Còn mình tính đây, nó cũng sắp xỉ rồi đúng không? Gọi là ước lượng thôi mà. Đó, ví dụ mình nè. Thực hành 3, hãy ước lượng kết quả của các phép tính sau. Đây, mình sẽ ước lượng nè. Hai bạn này nhân với nhau, làm đây luôn. Gần bằng. Thứ nhất là chúng ta làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất. Có nghĩa là đây là 6.121, chúng ta làm tròn là 6.000. Nhân cho 99, chúng ta làm tròn đến hàng cao nhất là hàng này, đúng không? Thì chúng ta được đó là 100. Được chưa? Lúc này 6.000 nhân với 100 thì chúng ta được là 600.000. Ok. Tiếp theo, cô B. Việc đầu tiên để ước lượng kết quả thì chúng ta sẽ làm tròn đến chữ số hàng cao nhất là chữ số này. Đúng không? 922,11 mình làm tròn đến hàng này thì chúng ta được 900. Nhân cho số này hàng cao nhất là hàng chục, chúng ta làm tròn đến hàng chục thì chúng ta được là 60.
900 nhân 60, 96 là 54. 1, 2, 3, 3 chỉ số 0. Chúng ta được 54.000. Và cuối cùng, làm tròn đến chữ số ở hàng cao nhất. Hàng cao nhất là hàng nghìn. Thì chúng ta được là âm 600.000, đúng các bạn? Nhân cho. Làm tròn đến chữ số ở hàng cao nhất là số 8. Chúng ta được 8.000. Thì chúng ta sẽ được là âm nhân dương là âm. 6 x 8 là 48. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta được 4.800.000. Đó, chúng ta đã làm tròn. Chúng ta đã ước lượng ha. Vận dụng 4. Một bạn học sinh dùng máy tính cầm tay tính được kết quả của phép tính như sau. Căn 10 cộng cho 10 căn 2 thì bằng gần bằng 27.304. Em hãy kiểm tra lại bằng cách ước lượng. Mình kiểm tra lại nè. Thầy ước lượng thì thấy sai các bạn. Thầy ước lượng thì thấy sai. Nè, mình kiểm tra nè. Ta có căn 10. Căn 10 á cộng cho 10 căn 2 luôn thì nó sẽ gần bằng. Thầy ước lượng nè. Căn 9 á thì bằng 3. Căn 9 thì bằng 3. Căn 16 thì bằng 4. Như vậy thì căn 10 nó sắp xỉ là 3. Được chưa? Bởi vì căn 10 nó gần với căn 9. Rồi cộng cho 10 căn 2. 10 căn 2 là 1.4142, đúng không? Đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ được 3 cộng cho 10 nhân cho 1.4 là chúng ta được 14. Đó, có nghĩa là chúng ta được đâu 17 thôi. Mà bạn đó đọc là tới 27 lần ha. Được chưa? Mình ước lượng là 17. Cách rất là sai đúng không? Vậy là mình có thể nói là bạn học sinh này đã tính sai ha. Vậy bạn học sinh này đã tính nhầm đi, nhầm đi cho nó nhẹ. Đó, chúng ta ước lượng đâu khoảng 17 thôi các bạn. Còn bây giờ mình bấm máy tính thử xem chính xác là bao nhiêu nha. Căn 10, bấm nút qua này, rồi cộng 10 căn 2 bằng, bấm nút SD này nữa. Đó, chúng ta được 17.304 ha, 17.304. Có nghĩa là bạn đó đã đọc nhầm 17, bạn đọc thành 27. Nè, 17.304 mà bạn đọc là 27.304. Còn mình ước lượng ra khoảng 17. Vậy là bạn ấy tính nhầm đúng không? Rồi, chúng ta đã xong phần lý thuyết. Thì phần lý thuyết này chúng ta ôn lại cách để mà làm tròn số. Thì làm tròn số thực nó cũng giống như làm tròn số thập phân mà chúng ta đã được học ở lớp 6. Rồi chúng ta học thêm một cách làm tròn nữa. Đó là làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước. Và phần thứ ba là chúng ta học ước lượng các phép tính. Thì ước lượng này mình cũng ôn lại thôi, bởi vì lớp 6 mình cũng đã học rồi đúng không? Rồi, có chỗ nào không hiểu thì các bạn để lại comment. Còn nếu mà thấy video này hữu ích thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Xong rồi, các bạn làm phần bài tập ở trang 42 để hôm sau so sánh kết quả với thầy An nha. Rồi, thầy An hẹn lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.